nhằm giúp các đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhận thức rõ hơn về các quy định của pháp luật đối với tội hiếp dâm, cũng như biết cách phòng tránh đối với tội phạm này. Ngày 29 tháng 11, tỉnh đoàn và đoàn khối các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề Tiếng nói tuổi trẻ. Hơn 300 đoàn viên thanh niên các trường đại học cao đẳng đã tham dự. Kịch bản phiên tòa giả định dựa trên tình tiết một vụ án có thật, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội hiếp dâm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1994. Theo cáo trạng, ngày 14 tháng 2 năm 2022, Nguyễn Văn Thiện đến phòng trọ của Phan Thị Diễm Trinh, sinh năm 1999, để chở đi dự tiệc sinh nhật. Sau đó, Thiện đề nghị Trinh cho quan hệ tình dục. Tuy nhiên, bị hại Trinh từ chối. Thiện đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với Phan Thị Diễm Trinh. Khi thực hiện xong hành vi giao cấu, Thiện hứa sẽ cưới Trinh và ra về. Sau đó phát hiện Trinh đã tự sát. Sau khi xem xét và phân tích các tình tiết của vụ việc, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện 10 năm tù giam về tội hiếp dâm. Thông qua phiên tòa, các đoàn viên thanh niên sinh viên có dịp tìm hiểu cụ thể về tính chất nguy hiểm cũng như những quy định của pháp luật đối với loại tội phạm hiếp dâm. Qua đó, nâng cao ý thức pháp luật, hình thành chuẩn mực, ứng xử văn minh, đồng thời trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.